Cô chào tất cả các em học sinh. Tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu sang bài 30 ôn tập phần 1 động vật không xương sống. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 99, 100 và 101. Lưu ý, quan sát hình ảnh thông tin trong sách giáo khoa để cùng nhau ôn tập phần động vật không xương sống. Các ngành động vật các em đã được học bao gồm đó là ngành động vật nguyên sinh nè, đến là ngành ruột hoang, các ngành giun có giun dẹp, giun tròn và giun đốt, ngành thân mềm và cuối cùng đó là ngành chân khớp được chia ra làm ba lớp, đó là lớp giáp xác nè, lớp hình nhện và lớp sâu bọ. Đó là những ngành động vật không xương sống nhé. Các bài học của phần động vật không xương sống đã giúp chúng ta tìm hiểu được về cấu tạo nè, về lối sống của các đại diện. Mặc dù nó rất đa dạng về cấu tạo lối sống, nhưng chúng vẫn mang những đặc điểm đặc trưng cho mỗi ngành và thích nghi cao với môi trường sống. Trong phần ôn này có 4 nội dung chúng ta sẽ tìm hiểu. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính đa dạng của động vật không xương sống nè. Phần 2 đó là sự thích nghi của động vật không xương sống. Phần 3 đó là tầm quan trọng của chúng. Và cuối cùng đó là tóm tắt phần ghi nhớ của động vật không xương sống. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1, tính đa dạng của động vật không xương sống. Chúng ta sẽ xem xét xem chúng đa dạng ở những đặc điểm nào nhé. Bảng 1, em hãy quan sát bảng 1, sách giáo khoa trang 99, các đại diện của động vật không xương sống. Đây các em, ngành động vật đầu tiên đó là ngành động vật nguyên sinh các em đã được học, bao gồm các đại diện như là trùng roi. Thì trùng roi có đặc điểm là nó có roi nè, hay gọi là roi bơi á, có nhiều hạt diệp lục. Đại diện thứ hai đó là con trùng biến hình, có chân giả, có nhiều không bào, luôn biến đổi về hình dạng. Và đây là động vật nguyên sinh có cấu tạo đơn giản nhất trong ngành của nó. Đại diện thứ ba đó là con trùng dày, có miệng và khe miệng, có nhiều lông bơi nhé. Ngành tiếp theo đó là ngành ruột hoang, gồm đại diện đầu tiên đó là con hải quỳ. Đặc điểm cơ thể là cơ thể hình trụ, nhiều tua miệng, thường có vách xương đa vôi. Đại diện thứ hai đó là sứa, cơ thể hình chuông, mình còn gọi là hình dù, thùy miệng kéo dài. Đại diện tiếp theo đó là con thủy tức, cơ thể hình trụ, có tua miệng. Đấy là ngành ruột hoang nha các em. Và ngành thứ ba các em đã được học đó là các ngành giun, có ba ngành đó là ngành giun dẹp nè, đại diện là con sáng dây, cơ thể dẹp thường hình lá hoặc kéo dài. Và ngành tiếp theo đó là ngành trong ngành giun, ngành thứ hai đó là ngành giun tròn. Ngành giun tròn thì đại diện ở đây là con giun đũa, cơ thể hình ống dài thuôn hai đầu, tiết diện ngang tròn. Đại diện của ngành giun đốt đó là con giun đất, cơ thể phân đốt, có chân bên hoặc tiêu giảm. Ngành thứ tư đó là ngành thân mềm, gồm các đại diện như là ốc sên nè, vỏ đá vôi, xoắn ốc. Nó là loài một vỏ xoắn ốc, có chân lẻ, và đại diện nó là con vẹm, gồm có hai vỏ đá vôi ghép lại với nhau, cũng có chân lẻ. Đại diện thứ ba đó là con mực, vỏ đá vôi tiêu giảm hoặc là không còn nữa, cơ chân phát triển thành 8 hay 10 tua miệng nhé. Và ngành cuối cùng đó là ngành chân khớp. Ngành chân khớp cũng được chia ra làm 3 lớp. Lớp đầu tiên đó là lớp giáp xác, đại diện đó là tôm, tôm sông nè. Có cả chân bơi, chân bò và chúng thở bằng mang. Lớp hình nhện đại diện là nhện, có 4 đôi chân, thở bằng phổi và ống khí. Và lớp cuối cùng đó là lớp sâu bọ của ngành chân khớp, đại diện là ở đây là con bọ hung, có 3 đôi chân nè, thở bằng ống khí và nó có cánh nha các em. Như vậy qua bảng 1 hay là qua các đại diện của động vật không xương sống, các em thấy rằng động vật không xương sống rất đa dạng, đúng không nè? Chúng đa dạng về mặt cấu tạo nè,
về môi trường sống nè, về lối sống, vân vân nha. Đó là thể hiện tính đa dạng của động vật không xương sống các em đã được tìm hiểu nha. Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, sự thích nghi của động vật không xương sống như thế nào. Đây là bảng 2, sự thích nghi của động vật với môi trường sống. Nhiệm vụ của các em là làm gì? Em hãy nghiên cứu kỹ bảng 2, vận dụng vốn kiến thức các em đã học, lần lượt thực hiện các hoạt động sau. Các em sẽ ghi vào cột 2 một số động vật trong bảng 1 mà em biết, chọn mỗi hàng dọc là một loài. Ghi vào cột 3 môi trường sống của động vật. Ghi tiếp vào cột 4 kiểu dinh dưỡng. Cột 5 đó là kiểu di chuyển. Cột 6 đó là kiểu hô hấp của động vật đó để chứng tỏ chúng thích nghi với môi trường sống nha. Đến đây em dừng video lại. Các em hãy hoàn thiện bảng này ở sách giáo khoa. Sau đó chúng ta sẽ cho video chạy tiếp để chúng ta kiểm tra kết quả bài làm của mình như thế nào nhé. Đây là bảng 2 nha. Em có thể tham khảo kết quả sau đây để chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Đây các em, ở đây tên động vật như là trùng roi xanh chẳng hạn, thì môi trường sống của nó là ở nước nè, kiểu dinh dưỡng là tự dưỡng và dị dưỡng, kiểu di chuyển là bơi nhờ roi của nó, kiểu hô hấp đó là qua màng cơ thể. Con thứ hai như là thủy tức cũng sống ở nước nè, kiểu dinh dưỡng đó là dị dưỡng, bò chậm chạp kiểu sau đo lộn đầu, hô hấp qua màng cơ thể. Con thứ ba ở đây cô lấy ví dụ như là con giun đất, thì nó sống trong đất nè, kiểu là dị dưỡng, và nó di chuyển bằng cách là bò ở trong đất nha. Hô hấp là chúng sẽ hô hấp qua da. Con thứ tư ở đây cô chọn đó là tôm, thì tôm sống ở nước nè, dinh dưỡng cũng là dị dưỡng và di chuyển đó là bơi hoặc là bò, và nó hô hấp qua mang. Con thứ năm đó là châu chấu, thì môi trường sống là ở trên cạn, dị dưỡng, có thể bò nhảy hoặc là bay, hô hấp bằng hệ ống khí nhắc em. Thì tùy theo các em sẽ chọn những đại diện động vật nào, thì em sẽ ghi rõ và chính xác cái môi trường sống, kiểu dinh dưỡng, kiểu di chuyển và kiểu hô hấp. Đấy là những đại diện các em đã được tìm hiểu trong ngành động vật, trong các ngành của động vật không xương sống nha. Và em còn nhớ ở đây tự dưỡng và dị dưỡng là như thế nào không nè? Cô cũng xin nhắc lại đôi chút về cái kiến thức này nhé. Thì tự dưỡng đó là những loài mà sinh vật trong cơ thể của chúng có diệp lục, có khả năng tự quang hợp được để tổng hợp nên chất hữu cơ để nuôi cơ thể. Đó là hình thức tự dưỡng. Thì trùng roi xanh là một động vật đặc biệt bởi vì trong cơ thể của nó có hạt diệp lục, cho nên nó có khả năng tự dưỡng như thực vật, và nó có hình thức đó là dị dưỡng nữa. Đó là khi mà thiếu ánh sáng thì trùng roi sẽ không quang hợp được, thì nó sẽ dị dưỡng như những động vật khác. Đó là nó sẽ đồng hóa các chất hữu cơ có sẵn, có nghĩa là nó sẽ ăn những chất hữu cơ có sẵn để mà lớn lên ha. Đó là kiểu dị dưỡng, có nghĩa là phải sử dụng chất hữu cơ có sẵn nha. Thì đấy là những kiến thức các em đã được học trong những bài trước ha, của phần các ngành động vật không xương sống. Như vậy đến đây là các em thấy rằng là mỗi loài động vật ha, nó có những đặc điểm để thích nghi với môi trường sống ha, của nó, như là kiểu dinh dưỡng, kiểu di chuyển, kiểu hô hấp phù hợp với môi trường sống nhé các em. Và chúng ta chuyển sang phần 3. Động vật không xương sống rất phong phú và đa dạng. Như vậy thì chúng có những vai trò thực tiễn như thế nào trong tự nhiên cũng như là trong đời sống của con người nhé các em. Đây các em, đây là bảng 3, tầm quan trọng thực tiễn của chúng. Em hãy ghi thêm tên các loài mà em biết vào ô trống thích hợp của bảng 3 nha. Trên bảng này đã liệt kê 7 vai trò quan trọng trong thực tiễn, thì các em sẽ điền tên cho phù hợp ứng với từng vai trò đó là những loài nào nhé các em. Đến đây em cũng dừng video lại, hoàn thiện bảng này trong sách giáo khoa. Sau đó chúng ta sẽ cho video chạy tiếp để chúng ta kiểm tra kết quả bài làm của mình như thế nào nhé.
sau đây là tên loài. Thứ nhất đó là tên loài của vai trò đầu tiên, đó là làm thực phẩm nè. Ở đây các em quan sát ha, như là gì? Ngao, sò, ốc, tôm, cua nè. Thứ hai, vai trò thứ hai là có giá trị xuất khẩu như là tôm, cua, mực nè. Vai trò thứ ba là được nhân nuôi, tức là được con người khai thác và nuôi trồng nó để thu, để có thể là thu hoạch, phát triển kinh tế, như là tôm, sò, ngao, vân vân, có giá trị dinh dưỡng chữa bệnh như là ong, mật, mực nè. Thứ năm đó là làm hại cơ thể động vật và người như là ve bò, cái ghẻ, giun, sán, vân vân, làm hại thực vật như ve sầu, sâu bọ, ốc sên nha. Thứ bảy đó là có ý nghĩa về mặt địa chất như là trùng lỗ, trùng phóng xạ, vân vân. Đấy là tầm quan trọng thực tiễn của động vật không xương sống nha. Và cuối cùng, như vậy sau khi các em đã tìm hiểu về tính đa dạng nè, về sự thích nghi, rồi tầm quan trọng của động vật không xương sống, đây là bản tóm tắt ghi nhớ đây các em ha, trang 101 này. Thì các em thấy rằng nè, bản tóm tắt đầu tiên là cơ thể gì? Cơ thể đơn bào, chỉ là một tế bào nhưng thực hiện đủ các chức năng sống của cơ thể và kích thước hiển vi, đó là ngành động vật nguyên sinh nha. Và tiến bộ hơn đó là cơ thể đa bào. Đa bào thì đầu tiên là cơ thể có đối xứng tọa tròn, cơ thể thường hình trụ hay hình dù với hai lớp tế bào, miệng có tua miệng, có tế bào gai tự vệ như là ngành ruột khoang nè. Rồi tiếp theo là cơ thể đa bào mà có đối xứng hai bên thì có cơ thể mềm như là dẹp kéo dài hoặc là phân đốt như là các ngành giun nè, hoặc là cơ thể mềm nhưng mà thường không phân đốt và có vỏ đá vôi, đó là ngành thân mềm. Và về đối xứng hai bên thì có dạng là cơ thể có bộ xương ngoài, như là bộ xương bằng chitin nè, có cơ thể thường phân đốt, cả chân cũng phân đốt và một số có cánh, đó là ngành chân khớp nhé các em. Đây là bản tóm tắt, đây là nội dung của bài, các em sẽ kẻ bản này vào trong vở của mình nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Em hãy kẻ bản tóm tắt ghi nhớ phần ôn động vật không xương sống vào trong vở của mình. Chuẩn bị bài 31, xem trước bài, đó là chương 6, tìm hiểu về ngành động vật có xương sống nhé. Cô mến chào tất cả các em.